Minh Đường Tử vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. 1 Tử vi tuổi Tý từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới đối với người tuổi Tý nói rằng, những người tuổi Tý khá đau đầu và phiền não trong những ngày đầu tuần này do tác động của tỷ kiên gây ra khiến những mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, vận trình của bạn lại càng có dấu hiệu khởi sắc hơn. Chính tài soi dọi, đường tài lộc của con giáp này tăng tiến hơn hẳn tuần trước, nếu bạn cứ cố gắng phát huy hết khả năng của mình như hiện tại thì tương lai không phải lo lắng nhiều về tiền bạc nữa những thành quả hiện tại cho thấy bạn đang đi đúng hướng sự xuất hiện của sao xấu ngũ quỷ chiếu mệnh khiến bạn trở thành mục tiêu soi mói của những kẻ xấu xung quanh vì vậy những con giáp này không nên lơ là một phút chủ quan cũng có thể gây ra sai sót không đáng có và tạo kẽ hở cho những kẻ xấu bụng lợi dụng đường tình duyên của người tuổi Tý không có nhiều khởi sắc, thậm chí còn có dấu hiệu lạnh nhạt do hai bạn ít dành thời gian cho nhau. Đối phương lúc này cảm thấy không hài lòng nếu bạn tiếp tục ngó lơ, họ. Hãy dành chút thời gian để cải thiện tình cảm đang có bạn nhé. 2. Tử vi tuổi Sửu từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021. Vận trình tử vi tuần mới này đối với tuổi sửu cho thấy, hứa hẹn nhiều niềm vui và may mắn có thể đến với người tuổi sửu trong tuần này. Chính nhờ bản lĩnh kiên cường đương đầu với khó khăn của bạn đã đem lại thành quả xứng đáng là những ngày bình yên và thành thơi như hiện tại. Đây là một tuần làm việc vô cùng thuận lợi đối với con giáp này, bạn thường xuyên được đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình. Lại thêm chính quan ghé thăm, người làm công chức dễ có bước thăng tiến vượt bậc tính cách thẳng thắn cương trực của bạn khiến đồng nghiệp nể phục và cấp trên đánh giá cao tuần này những người tuổi sửu có thái âm chiếu mệnh nên chuyện tình cảm cũng có những bước tiến đáng kể nhân duyên của người độc thân có thể đón nhận tin mừng nhất là với nữ mệnh bạn có thể tìm được người chân thành và thẳng thắn đôi bên giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau và nếu thuận lợi hai người sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn Tuy nhiên, con giáp này đừng vội vàng đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ mới chớm nở nếu bạn không muốn người nhận lấy thất vọng và tổn thương là chính mình. Nếu cả hai đều chưa chắc về tình cảm và tương lai của mình thì hãy cứ để mọi thứ diễn tiến thật tự nhiên, càng nóng vội thì rủi ro sẽ càng cao. 3. Tử vi tuổi dần từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021 tuần mới này tử vi cho thấy người tuổi dần có sao dịch mã chiếu mệnh nên sẽ gặp không ít khó khăn và rắc rối khi muốn theo đuổi những gì mình muốn bạn là người thông minh có tài năng tuy nhiên chỉ vì sự nóng vội mà đôi khi bạn đã tự đặt mình vào những tình huống khó khăn trong tuần này công việc nhiều bộn bề và lo toan nên con giáp độc thân không còn thời gian nghĩ tới chuyện tình cảm cá nhân còn những đôi lứa đang yêu thì dễ xảy ra cãi vã thay vì cãi cọ thì nên biết đặt vào vị trí của nhau để thấu hiểu nửa kia trong công việc, nếu con giáp này luôn giữ vững lập trường và không ngừng cố gắng vươn lên thì thời điểm cuối tuần chính là thời điểm bạn gặt hái thành quả. Chính ấn và thiên ấn chiếu mệnh, bạn dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự khâm phục của đồng nghiệp. Trong tuần này do ảnh hưởng của tỷ kiên và kiếp tài mà người tuổi dần sẽ gặp nhiều rắc rối trong những mối quan hệ của mình. Nếu bạn không đủ khéo léo chắc chắn sẽ không thể giải quyết được nó và vướng vào đủ mọi thị phi. 4. Tử vi tuổi Mão từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021. Theo tử vi tuần mới cho thấy có thể thấy trong tuần này người tuổi Mão có cát vận nhìn hơn hung vận. Điều này là dấu hiệu tốt cho vận trình trong tuần của con giáp này. Rất nhiều khúc mắc trước đó của bạn đều được tháo gỡ thỏa đáng ở thời điểm này. Tử vi tuổi Mão trong tuần mới này được Thái Dương cắt tinh phù trợ, người tuổi Mão được quý nhân nâng đỡ nên tìm được hướng đi đúng đắn cho mình chỉ cần con giáp này kiên trì và lạc quan vào tương lai phía trước gặp thất bại cũng không nản trí thì khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua trong tuần này người tuổi mão nên thận trọng về tài chính ở thời điểm giữa tuần nhất là khi có sự xuất hiện của kiếp tài bạn nỗ lực rất nhiều nhưng tiền vẫn khó mà chảy vào túi đã thế còn xảy ra nhiều việc khiến cho bạn cứ liên tục phải xì tiền ra đường tình duyên của người tuổi mão trong tuần này khá tốt tình cảm giữa bản mệnh và người ấy vẫn khá bền vững sau nhiều sóng gió dù muốn tiến tới mối quan hệ bền chặt hơn nữa nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa thực sự là thời điểm thích hợp khi cả hai đều chưa sẵn sàng. Hãy cứ sống với tình yêu của mình đi đã nhé. Năm, tử vi tuổi thìn từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021 vận trình tử vi cho thấy người tuổi thìn trong tuần này đã tìm được mục tiêu cuộc sống và hiểu được vị trí của mình nhờ đó mà bạn chỉ tập trung vào nó không còn nhiều sao nhãng như trước tuy nhiên đầu tuần con giáp này đã gặp thiên quan có thể vướng phải một ít nhiều rắc rối nhưng nếu có thể giữ bình tĩnh thì bản mệnh vẫn sẽ vượt qua một cách khá thuận lợi còn nếu chủ quan khinh địch thì bạn lại tiếp tục vướng vào rắc rối vào cuối tuần hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân chớ nên chủ quan trong mọi tình huống về đường tình duyên chuyện tình cảm của người tuổi thìn cũng có nhiều biến động càng về cuối tuần bạn sẽ gặp phải nhiều chuyện đau đầu đôi lứa dễ mâu thuẫn cãi cọ bạn cần phải kiềm chế không nói lời tổn thương nửa kia đường tài lộc của những người tuổi thìn cũng có vài điều cần lưu ý đầu tuần con giáp này có nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập khi có chính tài ở bên song chỉ có đầu tuần là tài khí vượng còn càng về sau lại càng suy yếu 6. Tử vi tuổi tỵ từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021. Hung tinh lấn át các tinh báo hiệu đường công danh của người tuổi tỵ trong tuần này không được suôn sẻ cho lắm. Người tuổi tỵ chưa thực sự tập trung nên mắc nhiều sai lầm, dù cố gắng tìm cách tháo gỡ nhưng khả năng thành công không quá nhiều. Thương quan cảnh báo rằng bản mệnh này có thể đi vào con đường sai với định hướng ban đầu mình đưa ra, người tuổi tỵ nên tự nhìn lại để đánh giá sự phát triển của chính bản thân mình. Nếu cần thiết đừng ngần ngại nhờ tới sự giúp đỡ của người bên cạnh. Đường tài lộc của người tuổi tỵ cũng gặp nhiều rắc rối khi bị kiếp tài và tỷ kiên ngáng trở. Tiền đã chẳng kiếm được là bao mà còn mất thêm, các khoản chi tiêu càng ngày càng tăng thêm, con giáp này đang có phần điêu đứng với những vấn đề phát sinh. Đường tình duyên sao bách Việt chủ đào hoa mang đến thêm hỷ sự cho chuyện tình cảm cho người tuổi tỵ. Bạn cảm thấy may mắn vì trong thời điểm khó khăn này vẫn luôn có sự đồng hành và cảm thông từ nửa kia. Người ấy luôn biết cách động viên bạn kịp thời và cùng bạn vượt qua dông bão. 7. Tử vi tuổi ngọ từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021 xem tử vi tuần mới cho thấy người tuổi ngọ gặp được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân ghi điểm trong mắt lãnh đạo nhưng không được tự tin thái quá bởi kẻ tiểu nhân vẫn luôn xuất hiện xung quanh bạn tìm cơ hội để hãm hại bạn đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần và cuối tuần đường tài lộc của người tuổi ngọ trong tuần này cũng khá dồi dào con giáp này có cả chính tài và thiên tài ở bên nên dù là người làm công an lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ cuối tuần sẽ có nhiều khoản cần phải chi tiêu hãy cân đối lại nhé sao thiên cầu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng người tuổi ngọ dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả vì vậy dù bạn có đang bận rộn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn đường tình duyên của người tuổi ngọ trong tuần này cũng không được như ý muốn hai bạn thường xuyên xảy ra cãi cọ mâu thuẫn vì những quan điểm không thống nhất những người còn độc thân không có bước phát triển nào đáng kể trong tình cảm bởi bạn quá khép mình, không dám tiến một bước ra khỏi vùng an toàn của mình. 8. Tử Vi tuổi Mùi từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021. Theo Tử Vi tuần mới này cho thấy, vận trình tuần này của người tuổi Mùi lên xuống thất thường, nhất là thời điểm giữa tuần đối mặt với thương quan khiến con giáp này không ít lần bực mình và khó chịu. Bạn cần học cách suy nghĩ tích cực hơn để có thể vượt qua mọi sóng gió. Sao Thiên Đức chiếu mệnh, người kinh doanh buôn bán gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn người làm công việc bàn giấy. Bạn có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội khá có triển vọng. Khi cơ hội mở ra trước mắt người tuổi Mùi hãy mạnh dạn nắm bắt bởi tiềm năng của bạn vốn lớn hơn tưởng tượng của bạn rất nhiều. Trong tuần này, người tuổi Mùi trở nên cực kỳ đào hoa, con giáp này không cần tốn công thể hiện sức quyến rũ của bản thân mà vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý đến từ người khác phái. Thậm chí bạn có thể nhanh chóng tiến vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với người nào đó. Những người tuổi mùi đã lập gia đình cũng có một tuần tràn đầy hạnh phúc. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện để thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, hai người không căng thẳng hay to tiếng với nhau mà luôn bình tĩnh tìm ra cách giải quyết thích hợp. 9. Tử vi tuổi thân từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021. Trong tuần này, người tuổi thân khá thanh nhàn, bạn không gặp phải khó khăn, trở ngại nào lớn cả. Nếu có việc gì phát sinh bạn cũng có thể chủ động xử lý mà không phải chờ ai đó giúp đỡ cả. Điều này giúp những chú khi tiết kiệm được phần lớn thời gian của mình cho những việc khác cuộc sống của của người tuổi thân đang dần đi vào nề nếp, mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch và khiến bạn cảm thấy an tâm hơn với những dự định trong tương lai. Nếu muốn thay đổi điều gì thì bạn cứ từ tốn nhé, không cần phải thực hiện điều gì đó quá đột ngột vì chính bạn cũng không đủ khả năng thích nghi đâu. Chính ấn và chính quan cùng xuất hiện trong tuần này là điểm báo thăng tiến khá rõ rệt với những người tuổi thân. Bạn có thể được tạo điều kiện để thỏa sức sáng tạo, thể hiện sự vượt trội của mình so với các đồng nghiệp khác cấp trên khá hài lòng với biểu hiện lúc này của bạn. Cuối tuần là thời gian tài khí của con giáp này càng vượng phát tiền bạc kiếm về tay càng thêm dồi dào. Người tuổi thân hãy chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc ùn ùn kéo về nhé, thiên tài đang trợ lực hết sức mình rồi đó. 10. Tử vi tuổi dậu từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021. Từ vi tuần mới của tuổi Dậu chỉ ra rằng trong tuần này sự nghiệp của người tuổi Dậu đặc biệt là người làm công chức sẽ có bước thăng tiến vượt bậc nhờ có sự giúp đỡ của thiên ấn và chính quan, tính cách thẳng thắn, cương trực của con giáp này khiến đồng nghiệp nể phục và cấp trên đánh giá cao. Chắc chắn bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo có tâm và có tầm trong tương lai. Thời điểm giữa tuần là thời điểm gặt hái thành quả với những người tuổi Dậu làm đầu tư kinh doanh. Những mối đầu tư trước đó của bạn đã đến thời kỳ thu hoạch bạn có thể dùng số tiền mình vừa kiếm được để tiếp tục mở rộng đầu tư kiếm thêm những khoản tiền lớn hơn nữa tử vi các tinh chiếu mệnh nên dù sơ xuất có những sai sót trong công việc cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí đang nắm giữ tuy nhiên người tuổi dậu cũng không nên vì thế mà nuông chiều bản thân quá kẻo có thể uy tín cá nhân của bạn sẽ bị sụt giảm ít nhiều cẩn thận vẫn là tốt nhất đường tình duyên của người tuổi dậu khá bấp bênh trong tuần này có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi khi cứ hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Giữa hai người dường như không có sợi dây gắn kết bền chặt cũng chưa thực sự có dự định nghiêm túc về tương lai nên có thể dễ dàng từ bỏ không chút luyến tiếc. 11. Tử vi tuổi tuất từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2021 trong tuần này người tuổi tuất cần phải cố gắng hơn nhiều trong công việc của mình nếu muốn thăng tiến xa hơn nữa những gì bạn đã nỗ lực là không thể phủ nhận nhưng nó chưa đủ để bạn trở nên xuất sắc nổi trội trong mắt cấp trên thiên quan xuất hiện ngay ngày đầu tuần cảnh báo con giáp này cần đề phòng tiểu nhân phá hoại công việc cũng những thành quả mà bạn đã vất vả xây dựng trong thời gian qua điều đáng lo ngại là bạn không chút đề phòng với kẻ đó rất có thể đó là người mà bạn không ngờ tới người tuổi tuất trong tuần này còn gặp phải đại hao hung tinh nên khó tránh khỏi họa mất tiền tổn hao tài sản hung tinh này dễ gây ra những chuyện ngoài mong muốn khiến con giáp này không bỏ tiền ra không được tiền cứ thế vơi đi mà không cách nào níu giữ khiến mệnh chủ rất đau đầu giữa tuần vận trình có chút dễ thở hơn với con giáp này nhờ có thực thần trợ mệnh song khó khăn lại tiếp tục bùa vây vào cuối tuần do đó bạn cần phải luôn chuẩn bị sẵn tâm lý với mọi khó khăn xảy đến bất chợt 12. Tử vi tuổi hợi từ ngày 29 tháng 3 đến 4 tháng 4 năm 2021. Vận trình tuần mới của tuổi hợi, thời gian đầu tuần, những người tuổi hợi có thể phải đương đầu với không ít khó khăn và thách thức trong công việc. Điều đó khiến con giáp này trở nên nóng nảy, gắt gỏng và bỏ ngoài tai những lời góp ý của người khác. Trong tuần này có cả vận may xen lẫn cả những rắc rối mà bạn không thể lường trước được nhưng có chính ấn hỗ trợ nên giữa tuần người tuổi hợi có thể được ai đó chỉ dẫn tìm được lối đi phù hợp cho bản thân tiểu hao chủ về hao tài tốn của cho thấy có những khoản chi cứ nghĩ là không đáng kể nhưng lâu dài sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho bạn do đó hãy cân nhắc lại trong việc sử dụng tiền nhất là bạn nên tránh mua sắm theo cảm xúc nhất là đừng vì buồn mà đi mua sắm cho đỡ buồn đường tình duyên của con giáp tuổi hợi cũng không may mắn hơn là bao đó là do thời gian này bạn chỉ tập trung lo cho công việc và cuộc sống mà thiếu thời gian dành cho người ấy và cả gia đình. Cứ thế thì tình cảm lạnh nhạt là điều đương nhiên, hãy cố gắng điều chỉnh lại sớm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.